Nay là ngày mùng 2, mình cũng mua 2 ký cá. Mình đi thả, cầu cho gia đình mình được bình an. Nhưng mà trước khi thả cá, mình sẽ vô chùa mình lại thắp nhang. Đây là chùa Tây Tạng. Và đây là khung cảnh của chùa Tây Tạng. Mình sẽ thắp nhang và cầu nguyện cho gia đình mình được bình an. Đây là cái chỗ thả cá. Các bạn thấy nó đẹp không? Nhiều người xuống đây thả cá lắm nha. Và nó chỗ này là nó ráp với sông và Bạch Đằng luôn nha. Nó có cầu thang đi xuống luôn để cho mình dễ thuận tiện thả cá. Đây là khu biệt thự Dino ở dưới Trấn Nghĩa. Đây là bờ sông. Thông thường là cứ mình cứ ra đây mình thả cá này. Nay họ sẽ làm cái hàng rào cốc phao này dùng để chặn những người mà đi chấp cá trộm á. Đó, cái hàng rào, rào phao. Và đây là con đường đi xuống dùng để có cái cầu thang đi xuống để thả cá. Đây, con đường đi xuống đây. Và mình sẽ thả những mấy cái cá trơi này xuống đây nha, cho nó bơi lội và cầu cho gia đình mình được bình an. Bệnh tật gì cũng xua đuổi rồi cũng đem đi hết. Và nhiều người cũng đi thả cá nha mấy bạn. Thấy mấy mấy ảnh bơi thấy đã không? Họ thả nhiều lắm. Cá trơi con nào con nấy bự 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 không. Còn cá trơi của mình thì nhỏ nhỏ không à, nên nó bơi gần bờ không, nó không dám ra xa. Ra xa mấy con cá lớn đớp hết. Và họ hả sáng sớm họ thả cám cho nó ăn nữa nha các bạn. Và sau khi đó là mình hãy dẫn ba mẹ mình đi ăn phở chay nha. Các bạn thấy ngon không?